Các bạn từng gặp con cá nào như vậy chưa? Trong mồm toàn răng nanh sắc nhọn, tổng cộng có 102 chiếc răng, sức nhai của nó ngang ngửa với cá sấu. Nó là cá ăn thịt thượng cổ, giống y hệt như hóa thạch. Loài cá này có sức tấn công mạnh mẽ, cách một lớp kính nhưng vẫn giao oai với con người. Bọn chúng thường xuất hiện thành từng đàn lớn dưới nước, có thể nghiền nát mọi vật thể ngáng đường. Người đàn ông này đang chơi nhảy cao, nhảy mạnh một cái, trùng hợp chúng vào đàn cá ăn thịt người. Đây không phải là xung dụng từ trên trời xuống sao? Cuối cùng anh ta bị nghiền nát đến mức cái xương không còn. Giáo sư chỉ thò tay vào trong một lát, cá ăn thịt lập tức phi lên. May mà ông kịp thời rụt tay lại, nếu không thì ngón tay cũng không cánh mà bay. Nhưng cá ăn thịt thượng cổ này làm sao lại có thể hồi sinh? Hàng ngàn con cá tấn công loài người trên biển thì sẽ như thế nào? Chào các bạn, cuồng phim review đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay mang tới cho các bạn một bộ phim kinh dị đặc sắc mang tên Cá hồ ăn thịt người. Câu chuyện phải bắt đầu kể từ 24 tiếng trước, một người đàn ông đang ngồi trên thuyền câu cá trên hồ Victoria thuộc bang Arizona của Mỹ. Vận may ngày hôm nay của ông ta thật không tồi, một con cá lớn đã cắn câu. Ông lão đặt chai bia lên mũi thuyền, nhưng cái chai lại rơi vào hồ, và không ngừng chìm sâu xuống dưới cho đến khi yên vị dưới đáy. Nhưng nào ngờ đã gây ra phản ứng cánh bướm, chớp mắt xảy ra động đất. Mặt đất dưới hồ lật tung lên, lúc này dưới đáy hồ bị nứt thành một vệt lớn, bên dưới là một hồ ngầm khác. Hàng ngàn con cá ăn thịt thượng cổ giống như ác quỷ địa ngục xuất hiện, rồi bơi đến hồ Victoria, mặt nước bỗng xuất hiện một xoáy nước lớn. Ông lão câu được một con cá lớn, còn chưa kịp vui mừng thì thuyền đã bị hút qua đó. Ông già vội kéo động cơ, nhưng con thuyền không thể khởi động, một lực hút cực mạnh kéo thuyền xuống đáy. Giây tiếp theo, ông ấy đã bị cá ăn thịt bao vây rồi lập tức bắt đầu cắn xé ông ta. Mặt nước bỗng chốc biến thành màu máu, chưa đến 10 giây, ông già đã về chầu trời. Đội quân cá ăn thịt tấn công về phía bờ biển Victoria. Ở đây có hàng ngàn người đang tổ chức tiệc mùa hè, trai tài gái sắc đều đang giải phóng hormone sinh dục. Cá ăn thịt vô cùng thông minh, nó bơi dưới chân nhưng không ăn thịt ngay mà biến loài người thành con mồi, chúng bao vây xung quanh rồi mới ra tay. Những người dưới nước hoàn toàn không hề ý thức được, bữa tiệc này sẽ tiễn họ về nơi an nghỉ cuối cùng. Cá ăn thịt bắt đầu tấn công rồi, lúc này một người phụ nữ đang nằm trên phao bị cắn trúng mông. Cô gái phát ra tiếng kêu thảm thiết, mặt nước biến thành màu đỏ, đây giống như tín hiệu tấn công của chúng vậy. Những con khác đã đồng loạt hành động, trong nước chỗ nào cũng có tiếng hò hét và kêu cứu. Nhưng dưới nước thì cá ăn thịt mới là kẻ nắm quyền, bất cứ sự chống cự nào cũng là vô ích. Hiện trường gần giống như một nồi lẩu ớt đỏ, có cô em đang bơi thì gặp phải cơn cuồng phong của cá ăn thịt, chớp mắt bị xoay hơn 80 vòng, thịt trên cơ thể tự động nổi lên. Người đứng trên bờ cố hết sức kéo người phía dưới lên, nhưng khi kéo lên thì nhiều người chỉ còn lại tay chân đứt lìa. Thảm cảnh ở đây đã không thể hình dung bằng lời nữa rồi. Một anh chàng sợ quá nên lái thuyền máy đâm thẳng về phía bờ. Ít nhất có hơn 10 người bị anh ta cho chầu diêm vương, nhưng anh ta cũng khó tránh khỏi kiếp nạn. Mái tóc cô gái đã bị cuốn vào chân vịt của thuyền, chớp mắt thuyền dừng hẳn lại. Những người dưới biển bắt đầu cướp thuyền máy của anh ta, kết quả người quá đông khiến thuyền lật úp. Cá ăn thịt lao đến tấn công tổng lực khiến tất cả đều chết mất xác. Cảnh sát bắt đầu lao ra cứu người, một nữ cảnh sát cầm súng phóng điện trực tiếp kích trúng một con cá. Nó bị nổ tan xác nhưng bắn trúng được một con hoàn toàn chẳng xi nhê gì. Một anh cảnh sát cầm súng bắn đùng đoàng xuống nước. Tôi muốn hỏi các cao thủ súng đạn rằng đây là súng gì vậy? Hãy trả lời ở phần bình luận nhé. Kết quả chưa bắn được mấy phát đã hết đạn. Anh cảnh sát đúng là cao tay, tháo chân vịt trên thuyền máy ra rồi nhúng xuống nước một hồi, cá ăn thịt chớp mắt thịt nát xương tan. Nhưng một lượng lớn cá ăn thịt bao vây anh ta, anh cảnh sát hét lớn, chầm chậm chìm xuống biển và hy sinh một cách anh dũng. Đây là đội khảo sát liều lĩnh nhất, bọn họ sẽ chạm trán với cá ăn thịt thượng cổ để thăm dò vết nứt dưới lòng hồ. Cử thợ lặn xuống kiểm tra tình hình, nhân viên bơi xuống đáy hồ và nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ. Phía dưới toàn là trứng của cá ăn thịt, thợ lặn đang định sờ vào nhưng bị cá ăn thịt cắn. Máu tươi chớp mắt thu hút một lượng cá lớn, anh ta đốt cháy pháo sáng để quan sát và sợ đái ra quần. Vài trăm con cá ăn thịt với hàm răng sắc nhọn đang nhìn chằm chằm về phía anh, sau đó lập tức lao đến tấn công. Một thợ lặn khác qua đó kiểm tra, thấy đồng nghiệp bị cắn xé thì nhanh chóng bơi lên, nhưng cá ăn thịt cũng bơi theo anh ta. May mắn là anh ta vừa kịp được người cảnh sát kéo lên, nhưng người đồng đội còn lại thì chỉ còn bộ xương khô. Đây là con cá ăn thịt đầu tiên, cũng là con duy nhất mà loài người bắt được, thế là lập tức đưa nó về phòng nghiên cứu. Chiếc thùng đựng cá phát ra tiếng ầm ầm, sau đó thả vào bể cá. Tiến sĩ phát hiện loài cá ăn thịt thượng cổ còn tàn bạo hơn cả khủng long, nên mới có cảnh quay ông thò tay vào bể ban đầu. Lúc này nam chính và bạn gái cũng đang đi thuyền du lịch trên hồ Victoria, họ cùng một đạo diễn quay video ngắn cho người mẫu. Kết quả phát hiện ra em trai và em gái của nam chính trên đảo nhỏ. Vừa rồi lúc em gái đang chơi bị rách chân, máu tươi thu hút một con cá đến. May mà cô bé kịp thời lên bờ nên mới thoát được một mạng. Nam chính muốn qua đó đón hai em lên thuyền nhưng đạo diễn tỏ thái độ ra mặt, cảm thấy anh đang lãng phí thời gian. Nhưng nam chính nói mẹ mình là cảnh sát của thị trấn này, nên đạo diễn đành phải đồng ý. Không ngờ sau khi đón hai đứa trẻ lên, đạo diễn mắng chửi nam chính là tên khốn. Lúc này người mẫu bay dù lượn trên không bị rơi xuống do thuyền đã dừng lại. Cá ăn thịt thấy vậy, may quá, con mồi đến rồi, phải ngoi lên đất thôi. Người mẫu trực tiếp bay lên thiên đường. Lúc này em trai và em gái nhìn thấy từng đàn cá ăn thịt đang lượn qua lượn lại dưới đáy thuyền. Thuyền du lịch tăng tốc độ thoát khỏi đám rong dưới nước, nhưng vừa chạy được vài mét thì đâm vào tảng đá ngầm gây ra một lỗ thủng lớn. Cú đâm cực mạnh khiến đạo diễn và một cô người mẫu rơi xuống biển. Cá ăn thịt lập tức tấn công, cô em chết trước để lấy kinh nghiệm.
em tóc vàng nhanh chóng thả mái chèo trên thuyền xuống bảo đạo diễn nắm lấy. Khi anh ta được kéo lên bờ thì nửa thân dưới đã trở thành món thịt xay nhuyễn. Nước tràn vào khoang thuyền, bạn gái nam chính bị mắc kẹt ở tầng dưới, ngồi trên mặt tủ, dương mắt nhìn mực nước lên mỗi lúc một cao. Cá ăn thịt trong nước cũng càng ngày càng nhiều, nam chính gọi điện thoại cho người mẹ làm cảnh sát nhờ giúp đỡ. Mẹ anh đang cứu người trên biển, vừa nghe tin con trai gặp nguy hiểm, cô ấy lập tức tìm một chiếc thuyền máy đến cứu người. Đến hiện trường, mẹ nam chính ném một sợi dây thừng sang, chỉ đạo con trai cố định dây vào thuyền. Người mẹ không hổ là cảnh sát, thân thủ linh hoạt, trước tiên bám vào dây rồi leo dây sang thuyền du lịch. Sau khi an ủi các con, cô biết tin thuyền du lịch bị hỏng, nên bảo mọi người đành phải di chuyển sang thuyền máy. Đám người này thật dũng cảm, bọn họ treo ngược người trên sợi dây, định di chuyển sang một con thuyền khác. Nhưng khoảng cách của họ với cá ăn thịt chưa đến 1 mét, bọn cá ăn thịt dưới nước sẽ không buông tha cho miếng mồi ngon này. Chúng thi nhau nhảy lên, tóc của cô em này quá dài nên bị cá ăn thịt cắn chúng rồi điên cuồng lôi xuống. Sau đó eo cũng bị cắn, em tóc vàng hét lớn, định dùng một tay vung vẩy tóc đuổi bọn cá đi, nhưng sao có thể chứ? Cá ăn thịt nhảy mỗi lúc một cao, còn nhảy hẳn lên mặt cô ta để cắn. Lần này không thoát được rồi, cô ấy rơi tõm xuống hồ, 3 người còn lại chớp thời cơ nhanh chóng leo qua bên kia. Mẹ nam chính leo được nửa đường, thì con ốc cố định dây thừng bị lỏng khiến lưng bị chạm xuống nước. May mà đồng nghiệp nhanh trí lái thuyền ra xa thêm chút nữa, kéo dây thừng căng ra giúp mẹ nam chính nhanh chóng leo lên thuyền. Hiện giờ chỉ còn nam chính nữa thôi, không ngờ anh ta lại tháo dây thừng ra, anh muốn xuống dưới cứu bạn gái. Nam chính ném thi thể của đạo diễn xuống hồ để đánh lạc hướng, sau đó một mình lặn xuống. Cùng lúc đó, bạn gái trong khoang thuyền cầm chảo chiến đấu với cá ăn thịt, con nào xông lên là cho một nhát. Đến khi cá ăn thịt đều bị thu hút bởi thi thể mà bạn trai ném xuống, thì cô ấy mới có được phút giây thư thả. Nam chính mở tất cả van bình ga trong khoang thuyền ra, bơi đến chỗ người yêu, bảo cô ấy ôm thật chặt lấy mình, đồng thời cầm bộ đàm nói với mẹ khi con đếm đến 10 hãy khởi động thuyền máy. Anh sẽ đốt cháy quả bom làm bằng bình ga, lợi dụng sức nổ để giải quyết toàn bộ cá ăn thịt. Nghe kế hoạch của con trai, mẹ cũng đồng ý ngay. Bọn họ bắt đầu đếm rồi nhảy xuống nước. Nhưng ai ngờ, ngay chính lúc này thuyền máy không thể khởi động, mà bọn cá kia cũng đã rỉa mồi xong và bắt đầu bơi về hướng nam chính. Nam chính ném pháo sáng ra chỗ khí ga, mẹ anh và đồng nghiệp thử đi thử lại, thuyền máy cuối cùng cũng khởi động được, 2 người bỗng chốc bị kéo đi. Một tiếng nổ đinh tai vang lên, quả bom ga phát nổ rồi, sức nổ tạo ra lực xung kích cực lớn khiến hàng ngàn con cá đột ngột chết cứng. Nam chính và người yêu được kéo lên thuyền máy, mọi người rất vui mừng, nguy hiểm cũng coi như tạm qua. Nhưng sự việc lại không hề đơn giản như vậy, trong bộ đàm vang lên tiếng của giáo sư. Ông ấy nói với mẹ nam chính, dựa theo nghiên cứu của ông, số lượng những con cá ăn thịt không ít như họ thấy đâu. Thợ lặn đã xuống đáy hồ và trông thấy nhiều hơn thế, hơn nữa những con cá trưởng thành còn hung hãn hơn nhiều. Đồng nghiệp của mẹ nam chính tưởng giáo sư đang phóng đại sự việc. Vừa dứt câu, dưới đáy hồ xuất hiện một con cá ăn thịt siêu to khổng lồ lôi anh ta xuống nước. Thân hình của nó gấp hơn 10 lần con cá trong bể này, xem ra sự xâm nhập của cá ăn thịt thượng cổ vẫn còn tiếp tục. Bộ phim đến đây là kết thúc. Câu hỏi của kỳ này: các bạn cho rằng 100 con cá ăn thịt đánh nhau với cá sấu sông Nin trưởng thành thì sẽ như thế nào? Cảm thấy cá ăn thịt thắng bấm phím 1, cảm thấy cá sấu thắng bấm phím 2. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại.